chia sẻ với các bạn một chủ đề thực hành của đạo Thiên Chúa. Thực hành tôn giáo phổ biến là gì? Cách thực hành tôn giáo có thể bao gồm các nghi lễ, bài giảng, tụng kinh hoặc tôn kinh, tế lễ, lễ hội, nhập môn, nghi lễ, dịch vụ hôn nhân, thiền định, cầu nguyện, âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, dịch vụ công cộng hoặc các khía cạnh khác của văn hóa nhân loại. Ví dụ về thực hành tâm linh là gì? Tâm linh bao gồm các thực hành tâm linh của bạn hoặc các kỷ luật tâm linh, có thể bao gồm cầu nguyện, thiền định, tụng kinh, tập thở và nghi lễ hoặc nghi lễ. Tâm linh và đời sống tinh thần của bạn cũng bao gồm các tương tác hàng ngày của bạn với những người khác. Tại sao thực hành tôn giáo lại quan trọng? Niềm tin và thực hành tôn giáo đóng góp đáng kể vào việc hình thành các tiêu chí đạo đức cá nhân và phán đoán đạo đức đúng đắn. Thực hành tôn giáo thường xuyên cũng khuyến khích những tác động có lợi như đối với sức khỏe tâm thần, như ít trầm cảm hơn, một bệnh dịch hiện đại, lòng tự trọng hơn, gia đình và hạnh phúc hôn nhân lớn hơn. Thực hành tôn giáo và tâm linh là gì? Niềm tin tâm linh bao gồm mối quan hệ với đấng tối cao và có liên quan đến quan điểm hiện sinh về sự sống, cái chết và bản chất của thực tại. Niềm tin tôn giáo bao gồm các thực hành, nghi lễ như cầu nguyện hoặc thiền định và gắn kết với các thành viên cộng đồng tôn giáo. Làm thế nào để bạn thực hành tâm linh của riêng bạn? Những nghi lễ nhỏ hàng ngày có thể mang lại sự thoải mái, tạo thói quen sống tốt hơn và đặt ra những ý định tích cực, trong khi cũng từ từ khám phá và mật định sâu sắc hơn. Thứ nhất, bắt đầu ngày mới bằng một buổi thiền hoặc cầu nguyện ngắn. Thứ hai, đi thiền. Thứ ba, nghỉ ngơi trong thời gian ngắn trong ngày. Thứ bốn, đếm phước lành của bạn. Thứ năm, đọc sách về tâm linh. Cơ đốc giáo ảnh hưởng đến thế giới như thế nào? Thừa nhận mọi người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Các cơ đốc nhân đã dẫn đầu việc bãi bỏ chế độ nô lệ Anh và Mỹ. Những người theo đạo Thiên Chúa đã xây dựng nhà thờ, trường học, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, nơi trú ẩn cho những người vô gia cư và bếp suốt. Họ đã biến đổi cộng đồng bằng cách cho đi và phục vụ. Những đóng góp của cơ đốc nhân giáo là gì? Cơ đốc giáo đã gắn bó mật thiết với lịch sử và sự hình thành của xã hội phương Tây. Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, giáo hội là một nguồn cung cấp dịch vụ xã hội chính như học tập và chăm sóc y tế, nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, văn hóa và triết học, và mọi người chơi có ảnh hưởng trong chính trị và tôn giáo. Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến cơ đốc giáo như thế nào? Chúa Giêsu là Chúa tể và là vị cứu tinh. Thông qua những lời dạy của Ngài và bằng cách yêu nêu gương về tình yêu thương vị tha, các cơ đốc nhân tin rằng Chúa Giêsu hướng dẫn mọi người sống cuộc sống ít tội lỗi hơn. Thông qua sự hy sinh chết trên thập giá của mình, các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu đã chuộc tội lỗi của con người. Chúa Thánh Thần trong cơ đốc giáo là gì? Đối với đa số các giáo phái Thiên Chúa giáo, Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba của ba ngôi Chí Thánh, Cha, Con và Chúa Thánh Thần, là Đức Chúa Trời toàn năng. Như vậy, Ngài là cá nhân và cũng là Thiên Chúa hoàn toàn, đồng bình đẳng và đồng vĩnh viễn với Thiên Chúa là Cha và Con của Thiên Chúa. Làm thế nào để tôi mở ra khía cạnh tâm linh của mình? Với sức khỏe tinh thần liên quan đến các giá trị, niềm tin và mục đích của một người nên có thể đạt được theo một cách một số thể chất về tinh thần. Thứ nhất, khám phá cốt lõi tinh thần của bạn. Thứ hai, tìm kiếm những ý nghĩa sâu sắc hơn. Thứ ba, bỏ nó đi.
4 hãy thử tập yoga, thứ 5 du lịch, thứ 6 suy nghĩ tích cực, thứ 7 hãy dành thời gian để thiền định. Nhớ subscribe hay đăng ký trên kênh YouTube để xem video kế tiếp. Cảm ơn.
Thank you.